Trường Trung học Phổ thông Năng khiếu Đại học Tân Tạo phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Huệ tổ chức chương trình tư vấn hướng nghiệp cho học sinh bậc trung học cơ sở trên địa bàn. Theo đó, Trường Trung học Phổ thông Năng khiếu Đại học Tân Tạo thực hiện chương trình tư vấn tại 4 trường trung học cơ sở, gồm Trường Trung học Cơ sở Mỹ Thành Bắc, Trường Trung học Cơ sở Thị trấn Đông Thành, Trường Trung học Cơ sở Bình Hòa và Trường Trung học Cơ sở Hòa Thành. Trong buổi gặp gỡ và giao lưu, hơn 400 em học sinh khối lớp 9 của 4 trường được nghe diễn giả tiến sĩ Nguyễn Thị Quốc Minh, giảng viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ xoay quanh chủ đề xác định mục tiêu và tạo động lực học tập cho học sinh. Chủ đề đã giúp cho học sinh có được những định hướng trong việc chọn ngành, chọn nghề cho bản thân trong tương lai.